Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của shop. Shop lại quay cho mọi người xem một sản phẩm nhé, một sản phẩm dây này, dây tết này, bọc 7 đốt rồng và một cái nanh nhé, một cái nanh heo rất là dài luôn. Cái nanh heo như thì nó rất là phù hợp với lại các bạn đeo với lại cái dây cao su nhé, hoặc là cái dây da tết như này, đấy, bọc bạc. Thì đây là cái bộ sản phẩm mình rất là hay làm cho khách, và thường là những anh khách mà mình thích đeo cái phong cách mà nanh móng thì mọi người rất là thích cái kiểu như này. Đấy, thì đây là bạc đẹp hết mọi người ạ. Cái này là mình làm cho khách nhé, khách gửi về. Đấy, khách gửi về và khách thích cái phong cách là bọc đơn giản, chỉ có đầu chụp như thế này thôi. Đấy, thì khách đã làm bạc đẹp nhé. Đấy, bạc đẹp, shop đã làm bạc đẹp cho khách. Thì bạn nào mình thích nhé, đấy, thích nanh móng thì các bạn là có thể là đeo với lại một cái dây da tết, hoặc là các bạn không thích dây tết như này thì các bạn đặt cái dây cao su cũng được nhé. Đấy, thì mình sẽ bọc đốt rồng cho mọi người này. Đấy, đốt rồng các bạn nhìn rất là dày dặn và cực kỳ là chắc chắn. Dây thì mềm nhé mọi người nhé, dây mềm nhé mọi người ạ, đó chứ không phải dây cứng đâu. Bởi vì bên nhà mình là mình làm hàng đặt cho nên là mình sẽ làm toàn hàng đẹp hết cho các bạn. Đấy, để các bạn đeo nó yên tâm và nó sẽ bền hơn mọi người ạ. Đó, thì cái này thì các bạn đeo ngắn thôi nhé. Mọi người đeo cái nanh nó đã dài như này rồi thì các bạn đeo cái dây này thì nó ngắn thôi, đeo tầm độ 48 đến 50 thôi, nó tùy theo cái thể hình của mọi người nhé. Các bạn mà mình to cao đấy và cái thể hình của mình nó đậm người thì các bạn làm dài hơn một chút. Đấy, thì nó bởi vì cái nanh này của mình nó đã khá là dài rồi thì các bạn đeo nó, cái dây nó có độ dài vừa phải thôi, ngắn ngắn thôi, thì để nó khoe cái nanh này ra nhé thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, thì mình thường là sẽ tư vấn cho mọi người trước khi đặt hàng. Đấy, cho nên các bạn yên tâm, mình chuyên hàng cho nam và mình làm những cái hàng này rất là nhiều rồi và hoàn toàn là bạc đẹp hết. Mình là một cái địa chỉ chuyên bạc đẹp thôi các bạn nhé. Đấy, chuyên bạc đẹp, mình không có bán hàng chợ. Bạc đẹp là cái hàng mà bạc chuẩn, đấy, bạc chuẩn tuổi bạc cao. Đó, và các bạn chỉ có đặt được ở những cái nơi người ta mua, người ta làm chuyên hàng đẹp ấy thì nó mới có thôi các bạn ạ. Còn bình thường các bạn mua này thì ở trên thị trường có thể là mẫu giống như này nhưng mà nó sẽ không, chất lượng nó sẽ không được đẹp. Đấy, mình cứ nói rõ luôn mọi người là như vậy nhé, chất lượng không bao giờ đẹp được và cái độ cẩn thận đấy thì cũng không bao giờ bằng hàng đặt được. Anh em nào mình đang có nhu cầu cần tìm cái nơi bọc bạc đẹp cũng như là một cái địa chỉ uy tín nhé, để các bạn làm hàng đẹp thì các bạn có thể là mình tham khảo cái sản phẩm bên nhà mình. Đấy, thì các bạn nhớ kết nối với shop qua cái thông tin ở bên dưới nhé, hoặc là thông tin ở trong màn hình nhé, thì các bạn xem kết nối với shop để shop sẽ tư vấn cho mọi người. Bên nhà mình thì mình chuyên hàng đặt thôi và mình có nhận ship toàn quốc. Đấy, hàng đặt là mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người đó, và sẽ làm theo độ dài, theo size số mọi người nhé. Cho nên là các bạn yên tâm là mọi người sẽ sở hữu được cái sản phẩm chuẩn chất lượng và đúng theo cái nhu cầu của mọi người. Đấy, thì hôm nay là shop mang lên cho các bạn một bộ sản phẩm rất là đẹp này. Đấy, một cái dây tết nhé, dây tết đầu rồng 7 đốt rồng này, kết hợp với lại một cái nanh nhé, nanh heo rừng rất là to đẹp, thì hy vọng là các bạn sẽ yêu thích nó nhé. Thì các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình đó, và các bạn follow kênh nhé và đăng ký kênh của mình nhé. Đấy, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Kính chào toàn thể mọi người.